Đây là chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV, Lương Minh Châu và Thanh Tâm phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Trong chương trình tin tức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những phần tin thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam, khoa học và công nghệ và phần tin showbiz. Và ngay sau đây là những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới, tàu viện trợ tới bờ biển của Gaza trong khi Israel chuẩn bị tấn công Rafah. Tàu Open Arms, con tàu đầu tiên chở hàng viện trợ lương thực từ Cyprus đã đến bờ biển của Gaza vào hôm thứ Sáu, chở theo khoảng 200 tấn thực phẩm cứu trợ. Tổ chức từ thiện mang tên là World Central Kitchen đặt mục tiêu cung cấp hàng viện trợ trên một cầu tàu tạm thời. Nếu như tuyến đường mới này thành công, nó có thể giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng lương thực đang bao trùm Gaza, nơi mà hàng trăm ngàn người đang phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cũng như là các bệnh viện ở khu vực phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã báo cáo là có trẻ em chết vì đói. Tuy nhiên, các cơ quan viện trợ quốc tế đã nhiều lần cảnh báo là các kế hoạch đưa hàng viện trợ bằng đường biển hay là đường hàng không sẽ không đủ đáp ứng cho nhu cầu to lớn của Gaza chính phủ israel hôm thứ sáu đã tiếp tục từ chối lời đề nghị ngừng bắn mới nhất viện lý do là hamas đã đưa ra những yêu cầu phi thực tế giống như những lời đề nghị trước đó hamas sẽ thả hàng chục con tin israel để đổi lấy hàng trăm người palestine bị giam giữ trong các nhà tù của israel hamas cũng kêu gọi tiến hành đàm phán trong giai đoạn thứ nhì mà cuối cùng sẽ dẫn tới kết thúc chiến tranh thế nhưng israel thì vẫn giữ quan điểm là sẽ chỉ thảo luận về lệnh ngừng bắn tạm thời chứ không thảo luận về việc chấm dứt chiến sự cho đến khi nào hamas bị tiêu diệt hoàn toàn cũng hôm thứ Sáu, Israel thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn kế hoạch tiến quân vào Rafah, thành phố ở phía nam của giải Gaza. Thông cáo của Israel nêu rõ là quân đội đang chuẩn bị cho chiến dịch cũng như hoạt động di tản thường dân nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể. Nhiều quốc gia trong đó có cả Hoa Kỳ đồng minh thân cận nhất của Tel Aviv đã nhiều lần lên tiếng phản đối chiến dịch tấn công Rafah. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Sáu đã nói với các phóng viên tại Áo rằng đến nay Hoa Kỳ vẫn cần phải nhìn thấy một kế hoạch chiến dịch quân sự rõ ràng và khả thi của Israel cho rafa bao gồm cả việc di tản thường dân ra khỏi vùng chiến sự. Thêm một tàu chở dầu bị Houthi tập kích trên biển đỏ. Hàng ngàn người ủng hộ lực lượng dân quân Houthi đã tập trung tại quảng trường Al Sabin, quảng trường lớn nhất thủ đô Sana của Yemen hôm thứ Sáu, sau buổi cầu nguyện thứ Sáu hàng tuần để tỏ sự đoàn kết với người Palestine, hô các khẩu hiệu chống Israel và đả đảo đế quốc Mỹ phát biểu trước đám đông người ủng hộ phát ngôn nhân quân đội houthi ông yaza saria khoe rằng nhóm này đã tập kích tàu chở dầu pacific one của israel bằng hỏa tiễn khi con tàu đi qua biển đỏ ông saria cũng nói thêm rằng lực lượng houthi đã sử dụng máy bay không người lái để tập kích một tàu khu trục của mỹ nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về cuộc tấn công này Ông ta tuyên bố Houthi đã bắt đầu mở rộng phạm vi tấn công ra ngoài khu vực Biển Đỏ và Biển Ả Rập, sang qua tận Ấn Độ Dương và sẽ tiếp tục các hoạt động này cho đến khi nào hành động xâm lược và cuộc bao vây người Palestine ở Gaza chấm dứt. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải Anh quốc UKMTO do Hải quân Anh điều hành. Hôm thứ Sáu xác nhận một tàu chở dầu đã xém bị trúng hỏa tiễn bên mạng phải con tàu, ở khu vực cách thành phố Hodeida của Yemen, khoảng 141 km về phía Tây. Thủy thủ đoàn thông báo vẫn an toàn và con tàu đang tiếp tục di chuyển tới điểm đến tiếp theo. Thông cáo không xác nhận đó có phải là tàu Pacific One hay không, mà chỉ nói rằng con tàu từng liên quan đến Israel nhưng đã đổi chủ hồi tháng trước. Bầu cử tổng thống ở Nga, ông Putin đe dọa sẽ trừng phạt Ukraine vì tấn công phá hoại. Tổng thống Nga Vladimir Putin thề sẽ trừng phạt Ukraine vì đã tiến hành hàng loạt các cuộc pháo kích nhắm vào hai khu vực biên giới miền Tây của nước này, hồng phá hoại cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra ở Nga. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Putin dần dữ tuyên bố rằng những cuộc tấn công của kẻ thù này sẽ bị trừng phạt. Ông cho biết có bốn cuộc tấn công nhắm vào khu vực Belgorod và một cuộc tấn công khác nhắm vào khu vực Kursk với khoảng 2.500 quân thuộc lực lượng dân quân ủng hộ cho Ukraine 35 xe tăng và 40 xe bọc thép đã gây ra thương phong lớn cho quân đội của Nga. Kiev nói rằng các cuộc tấn công này là do các nhóm vũ trang người Nga có trụ sở tại Ukraine thực hiện nhằm phản đối cuộc bầu cử giả hiệu của Điện Kremlin. Hôm thứ Sáu, cử tri Nga đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống cho nhiệm kỳ 6 năm tới. Ông Putin hiện không có đối thủ nào đáng kể được cho là sẽ dễ dàng tái đắc cử. Nhiều vụ phá hoại đã xảy ra tại một số phòng phiếu trên khắp nước Nga. Tại San Petersburg, thành phố lớn thứ nhì của Nga, một trái bom xăng tự chế đã phát nổ tại một điểm bỏ phiếu. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy là một phụ nữ đã xông vào phòng phiếu, quăng trái bom xăng ra trước cửa. Trái bom bốc cháy gần bậc thềm cộng chính ra vào phòng phiếu. Cảnh sát sau đó đã đến hiện trường dựng hàng rào gần Đối vào tòa nhà, người phụ nữ kia đã bị bắt. Tại thủ đô Moscow, một phụ nữ khác đã phóng hỏa đốt một phòng phiếu ở quận Mario, là nơi mà nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny từng sinh sống. Ủy ban điều tra cho biết là nghi can đã bị bắt và có thể đối mặt với bản án tù lên tới 5 năm. Tại một phòng phiếu khác cùng ở thủ đô Moscow, một cô gái trẻ đã bình thản đổ thuốc nhuộm vào thùng đựng lá phiếu và hô khẩu hiệu ủng hộ Ukraine. Được sự lập tức bị bắt và bị buộc tội cản trở công việc của Ủy ban bầu cử với hình phạt tối đa cũng là 5 năm tù. Hai vụ tư tự cũng xảy ra tại các điểm bỏ phiếu khác ở những thành phố khác. Hơn 50 quốc gia lên án cuộc bầu cử giả hiệu của Nga, hơn 50 quốc gia thành viên Liên hiệp quốc đã lên án Điện Kremlin tiến hành tổ chức bầu cử tại các khu vực của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Để thể hiện sự đoàn kết, 56 đại sứ các nước đã đứng kề vai sát cánh bên cạnh đại sứ Ukraine tại Liên hiệp quốc, Sergey Krisliza trong khi ông nhắc lại nghị quyết của Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc rằng nỗ lực sắp nhập bất hợp pháp các khu vực của Ukraine không có giá trị theo luật pháp quốc tế. Ông tuyên bố việc tham gia vào các nỗ lực bất hợp pháp nhằm tổ chức cái gọi là bầu cử tổng thống của một quốc gia ngoại bang trên lãnh thổ Ukraine là bất hợp pháp. Bất cứ ai tạo điều kiện cho việc tổ chức cuộc bầu cử này đều phải chịu trách nhiệm theo luật hình sự Ukraine. Chúng ta chớ nên quên những hành động này diễn ra trước hồng súng, cùng ngày các nước thành viên hội đồng bảo an liên hiệp quốc cũng đã lên án nga tiến hành bầu cử tại các khu vực bị chiếm đóng của ukraine bà linda thomas greenfield đại sứ hoa kỳ tại liên hiệp quốc tuyên bố chiến thuật tổ chức các cuộc bầu cử giả hiệu của nga ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của ukraine là một khuôn mẫu thường thấy của moscow đó là một hoạt động tuyên truyền trắng trợn, được thực hiện với hy vọng bằng cách nào đó củng cố tuyên bố sai lầm của Nga đối với các khu vực của Ukraine mà nước này đã xâm chiếm bất hợp pháp. Đây là sự xúc phạm đến các nguyên tắc của hiến chương Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi tiếp tục lên án cuộc bầu cử giả hiệu này. Ông James Kariyuki, phó đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố, tiến trình bầu cử này là giả hiệu vì một sự thật đơn giản. Bạn không thể tổ chức bầu cử hợp pháp ở đất nước của người khác các cuộc bầu cử này sẽ không được công nhận cũng như chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận nỗ lực sắp nhập lãnh thổ ukraine của nga Ba nước Đức, Pháp và Ba Lan cam kết sẽ hậu thuẫn không ngừng nghỉ cho Ukraine. Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz tuyên bố các nước ủng hộ cho Ukraine sẽ sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga, mua thêm vũ khí trên thị trường quốc tế để cung cấp pháo tầm xa giúp cho khí phòng thủ trước cuộc xâm lược của Moscow. Phát biểu tại cuộc họp của nguyên thủ ba nước Đức, Pháp và Ba Lan tại thủ đô Berlin, Thủ tướng Scholz tái khẳng định rõ ràng là chúng tôi ủng hộ cho Ukraine và cũng rõ ràng là bản thân chúng tôi hiện không có chiến tranh với Nga. Trong khi đó thì tổng thống Pháp ông emmanuel macron cho hay là paris và các đồng minh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho kyiv cho đến chừng nào còn cần thiết Đồng thời ông nói thêm rằng an ninh của châu Âu đang bị đe dọa và tùy thuộc vào tình hình tại Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thì cho hay là hai ông Scholz và Macron đã nhận lời mời tới Ba Lan vào cuối năm nay để tham dự một cuộc họp khác cũng liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraine. Hôm thứ Sáu, Ủy ban châu Âu loan báo họ sẽ phân bổ 500 triệu euro cho 31 dự án hỗ trợ nền công nghiệp của khối nhằm đẩy nhanh tốc độ sản xuất đạn pháo và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Những dự án này xoay quanh năm lĩnh vực bao gồm chất nổ, thuốc phóng, đạn pháo, hỏa tiễn và thử nghiệm vũ khí. Khoảng 3 phần tư ngân sách sẽ dành cho sản xuất thuốc phóng và chất nổ, vốn được xem là điểm nghẽn hạn chế đáng kể tốc độ sản xuất của ngành chế tạo đạn pháo châu Âu hiện nay. Đạo luật mới sẽ cho phép nền công nghiệp quốc phòng của châu Âu hàng năm xuất xưởng thêm tới 10.000 tấn thuốc phóng và 4.300 tấn chất nổ nhằm đạt mục tiêu là sản lượng 2 triệu viên đạn pháo mỗi năm vào cuối năm 2025. Hoa Kỳ và châu Âu đã chuyển cho Ukraine nhiều khí tài hiện đại bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không, hỏa tiễn tầm xa và sắp tới đây là chiến đấu cơ F-16. Theo những giới chuyên gia quân sự nhận định rằng năng lực khai hỏa đạn pháo mới là yếu tố quyết định thắng bại. Liên Âu mở văn phòng ở Greenland để khai thác đất hiếm. Liên minh châu Âu đã mở văn phòng tại Greenland khi khối này tìm cách tiếp cận nguồn dự trữ nguyên liệu thô quan trọng cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, ít thải carbon. Đích thân Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đến dự lễ khánh thành văn phòng này. Quyền Linh với vị trí chiến lược ở Đại Tây Dương là lãnh thổ tự trị không thuộc Liên Âu mà là một phần của Đan Mạch, một quốc gia thành viên Liên Âu. Queensland có trữ lượng khoáng sản đất hiếm lớn nhất thế giới, cần thiết cho điện thoại di động và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế ít tạo khí thải carbon. Liên minh châu Âu vốn thiếu khả năng tiếp cận các mỏ và chế biến nguyên liệu thô, đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới và các khoáng sản quan trọng khác năm 2013 với tỷ lệ xích sao 15 phiếu thuận và 14 phiếu chống, Quốc hội Quyên Linh đã bỏ phiếu chấm dứt lệnh cấm kéo dài nhiều thập niên đối với việc khai thác các vật liệu phóng xạ như uranium và đất hiếm, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đang nhắm đến nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ của vùng băng đảo bao la này. Thủ tướng Linh khi đó, Aleka Hammond đã tuyên bố, chúng ta không thể sống với tỷ lệ thất nghiệp và chi phí sinh hoạt tăng cao trong khi nền kinh tế phát triển trì trệ. Do đó, việc loại bỏ lệnh cấm khai thác các mỏ uranium và đất hiếm là cần thiết. Với lượng băng tan nhanh, mở ra các tuyến vận tải biển mới ở vùng Bắc Cực, Linh đang trở thành tâm điểm chú ý về địa chính trị đối với nhiều nước, nhờ sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác. Năm 2020, Hoa Kỳ đã mở lãnh sự quán ở thủ đô Newark của Queensland Sau khi cựu tổng thống Trump đề nghị mua hòn đảo này như một phần trong kế hoạch của Washington nhằm mở rộng sự hiện diện ngoại giao và thương mại ở Queensland và Bắc Cực. Sang qua các bản tin châu Á, biệt kích Mỹ huấn luyện cho biệt kích Nam Hàn chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ đã diễn tập thả dù một lữ đoàn biệt kích Nam Hàn như là một phần trong nỗ lực chuẩn bị cho các cuộc tấn công bất ngờ của Bắc Hàn. Bình Nhưỡng trong những năm gần đây đã đạt được những tiến bộ chưa từng có trong các chương trình vũ khí của họ, bao gồm các loại hỏa tiễn đạn đạo cỡ lớn có thể vươn tới lãnh thổ nước Mỹ, cũng như các hỏa tiễn chiến thuật tốc độ mới được thiết kế để đánh bại các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn. Lần đầu tiên hỏa tiễn của Bình Nhưỡng đã được Nga sử dụng trên chiến trường để tấn công các mục tiêu ở Ukraine trong năm nay. Trong khi đó ở châu Á, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, biển Đông và Đài Loan là những điểm nóng có nguy cơ kéo cả khu vực và thế giới vào các cuộc xung đột. Chuẩn tướng Derek Lipson thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ tại Nam Hàn cho biết, không có gì trong lịch sử có thể giúp chúng ta tự tin biết trước mối đe dọa tiếp theo sẽ đến từ đâu. Thêm vào đó là cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Mỹ năm nay với kết quả khó đoán. Chuẩn tướng Lipson nói thêm rằng trọng trách của ông là bảo đảm quân đội của mình luôn sẵn sàng bất kể tổng thống mới của Mỹ sẽ là ai. Kể từ năm 2016, lực lượng biệt kích Mỹ tại Nam Hàn đã được giao nhiệm vụ canh chừng các vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm kho vũ khí nguyên tử ngày càng tăng, cũng như các chương trình vũ khí sinh học và hóa học của Bình Nhưỡng. Trong chuyến thăm Bộ Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt hồi tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Shin Won Sik đã kêu gọi các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của nước này phải trao dồi khả năng thủ tiêu chớp nhoáng các quan chức lãnh đạo cao cấp của miền Bắc khi chiến sự bùng phát. Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn đã từ chối bình luận về việc liệu quân đội Mỹ có đóng vai trò gì trong các nhiệm vụ như vậy hay không, mà chỉ nhắc lại rằng quân đội cần được huấn luyện để phản ứng thích hợp trước các mối đe dọa. Hải cảnh Trung Quốc tăng cường tuần tra quanh quần đảo do Đài Loan kiểm soát. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường tuần tra quanh quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát sau vụ một tàu đánh cá của Trung Quốc bị lật vào hôm thứ Năm, khiến hai người dân thiệt mạng. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu, hải cảnh Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra quanh quần đảo Kim Môn để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cũng như sự an toàn và tài sản của người dân Trung Quốc, bao gồm cả những người đến từ Đài Loan. Trước đó ngày 14 tháng 2, một vụ lật tàu đánh cá khác cũng của người dân Trung Quốc đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai bên sau khi một người sống sót nói rằng tàu của họ đã bị đâm. Đài Loan khẳng định lực lượng tuần duyên của họ tuân thủ các thủ tục hợp pháp sau khi tàu Trung Quốc đi vào vùng biển cấm và rằng chiếc tàu của Trung Quốc bị mất thăng bằng và lật úp khi cố trốn tránh lực lượng tuần duyên. Bắc Kinh cáo buộc Đài Bắc tìm cách trốn tránh trách nhiệm và che giấu sự thật trong vụ này. Trong một diễn biến khác, cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang có mặt trên đảo Kim Môn để huấn luyện cho họ. Ông Khâu Quốc Chính, quan chức đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, đặc nhiệm lục quân Mỹ Green Beret đang huấn luyện cho binh sĩ Đài Loan ở quần đảo Kim Môn và Bành Hồ. Kim Môn nằm cách thành phố Hạ Môn của Trung Quốc chỉ khoảng 10 km. Việc điều động lực lượng đặc nhiệm lục quân Hoa Kỳ đến huấn luyện cho binh sĩ Đài Loan được thực hiện theo đạo luật quốc phòng năm 2023 của chính quyền Tổng thống Biden. Đánh dấu sự chuyển hướng so với các hoạt động trước đây, vốn chỉ bao gồm các chuyến thăm thường xuyên, chứ không thường trực tại các căn cứ huấn luyện của Đài Loan. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. TikTok kêu gọi người dùng ở Mỹ gây áp lực buộc các thượng nghị sĩ không ủng hộ lệnh cấm TikTok mạng xã hội tiktok đã gửi tin nhắn tới một số người dùng ở mỹ kêu gọi họ điện thoại cho các thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang của mình để yêu cầu bỏ phiếu chống dự luật cấm ứng dụng này tin nhắn viết là hãy cho các thượng nghị sĩ của bạn biết tiktok quan trọng với bạn như thế nào hãy yêu cầu họ bỏ phiếu chống lệnh cấm tiktok nếu như thượng viện bỏ phiếu thông qua tương lai của sự sáng tạo mà cộng đồng của bạn yêu thích trên tiktok có thể sẽ bị đóng cửa thông cáo của tiktok cũng giúp người dùng tìm ra số điện thoại của các thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang của họ tiktok tuyên bố là và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho cộng đồng biết lệnh cấm sẽ ảnh hưởng tới họ như thế nào và họ có thể làm gì để tiếng nói của mình được lắng nghe. Trước đó TikTok đã từng gửi một cảnh báo tương tự tới người dùng trước phiên bỏ phiếu của Hạ viện. Các nhà lập pháp khi đó đã than phiền rằng văn phòng của họ nhận được vô số các cuộc gọi của cử tri phản đối dự luật cấm TikTok. Bất chấp điều này, Hạ viện hôm thứ tư đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo của cả hai đảng thông qua dự luật cho phép ByteDance, công ty mẹ của TikTok ở Trung Quốc, thời hạn 6 tháng để thoái vốn ra khỏi ứng dụng này nếu không sẽ bị cấm hoạt động ở Mỹ. Tổng thống Joe Biden cho biết là nếu lệnh cấm được lưỡng viện quốc hội thông qua, ông sẽ ký ban hành thành luật. Giới phân tích nhận định là lệnh cấm TikTok có thể gây bất lợi lớn cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden vì người dùng TikTok phần lớn là giới trẻ và là thành phần bỏ phiếu ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Tòa Bạch Ốc yêu cầu Hạ viện kết thúc nỗ lực luận tội Tổng thống Biden. Văn phòng luật sư Tòa Bạch Ốc đã gửi thư yêu cầu Chủ tịch Hạ viện chấm dứt cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden sau nhiều tháng điều tra mà không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy Tổng thống đã làm gì sai. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện tháng 12 năm ngoái bỏ phiếu cho phép điều tra luận tội Tổng thống Biden mà không có bất kỳ bằng chứng nào nhằm tìm hiểu xem liệu ông Biden có được hưởng lợi bất hợp pháp từ các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của con trai ông, ông Hunter Biden, khi ông còn là phó tổng thống dưới quyền ông Obama hay không trong lá thư gửi chủ tịch hạ viện mike johnson hôm thứ sáu cố vấn pháp lý tòa bạch ốc edward sisco đã đưa ra lời khai từ các thành viên gia đình tổng thống biden các cộng sự của họ và các nhân chứng khác cho thấy điều trái ngược với những gì đảng cộng hòa tại hạ viện đã cáo buộc là ông biden thu lợi bất chính từ hoạt động kinh doanh của con trai ông luật sư sisco cũng lưu ý rằng chính các nhà lập pháp đảng cộng hòa đã thừa nhận rằng cuộc điều tra chẳng đi đến đâu vì không tìm thấy bất cứ hành vi phạm tội nào của ông biden lá thư có đoạn trong hơn cả năm trời đảng cộng hòa tại hạ viện đã điều tra nhằm cố gắng bới lông tìm vết để có thể tìm ra bất cứ điều gì nhằm gây tổn hại cho tổng thống biden về mặt chính trị, nhưng cuộc điều tra liên tục đưa ra bằng chứng cho thấy Tổng thống Biden không làm gì sai cả. Đảng Cộng hòa phải thay mặt dân chúng làm việc với tổng thống về kinh tế, an ninh quốc gia và các ưu tiên quan trọng khác, chứ không thể tiếp tục lãng phí thời gian vào những chiêu trò chính trị như thế này. Khi được hỏi về lá thư của tòa Bạch ốc, ông Raksha, phát ngôn nhân của chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cáo buộc tổng thống biden dối trá và tuyên bố tòa bạch ốc không có quyền quyết định gì về cuộc điều tra luận tội Biện lý Fannie Willis được tòa cho phép ở lại tiếp tục truy tố vụ án của ông Trump ở Georgia. Thẩm phán Scott McCarthy của tòa án thường thẩm Fulton County tiểu bang Georgia đã ra phán quyết cho phép công tố viên trưởng Fannie Willis có thể tiếp tục làm việc trong vụ án truy tố cựu tổng thống Donald Trump và 14 đầm phạm âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tại tiểu bang này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Tuy nhiên, công tố viên Nathan Wade là người dưới quyền của bà Willis và là người mà bà có quan hệ tình ái cá nhân, sẽ phải ra đi. Các luật sư đại diện cho ông Trump hồi tháng Giêng đã nộp đơn yêu cầu tòa bãi bỏ vụ kiện của tiểu bang Georgia viện lý do mối quan hệ tình ái giữa bà Willis và ông Wade đã gây ra xung đột lợi ích, làm giàu không chính đáng cho cả hai người này vì họ đã đi nghỉ mát chung với nhau, trong khi ông Wade đang ăn lương của chính phủ. Thế nhưng, thẩm phán McCarthy trong phiên tòa hôm thứ Sáu nói rằng ông không thấy có xung đột lợi ích gì cả. Tuy vậy, ông yêu cầu bà Willis phải loại bỏ ông Wade ra khỏi vụ vụ án để tránh tạo ra hình tượng là không phù hợp trước khi tiếp tục truy tố. Phán quyết của thẩm phán Scott McCarthy được xem là một chiến thắng pháp lý cho bà Wallace và là đòn giáng mạnh vào cựu tổng thống Trump, người đã tìm cách trì hoãn các phiên tòa xét xử các vụ án hình sự mà ông phải đối mặt cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11. Tòa Michigan buộc cha mẹ hung thủ xả súng trường học tội ngộ sát. Trong một phán quyết mang tính bước ngoặt, một bồi thẩm đoàn ở Michigan đã kết án cha của một thiếu niên là hung thủ đã bắn chết bốn bạn học cùng lớp, tội ngộ sát vì hai vợ chồng ông ta đã đưa cho đứa con trai của họ khẩu súng và phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo bạo lực. James Crumley, 47 tuổi, bị kết tội 4 tội ngộ sát trong phiên tòa vào hôm thứ Năm 14 tháng 3 vì vụ xả súng tại trường trung học Oxford năm 2021. Vợ ông ta, bà Jennifer Crumley, cũng bị kết tội tương tự trong phiên tòa tháng trước, đây là lần đầu tiên các bậc phụ huynh bị buộc tội ngộ sát trong vụ xả súng mà con em họ là hung thủ. Cả hai sẽ bị tuyên án vào ngày 9 tháng 4. Tội ngộ sát có mức án lên tới 15 năm tù. Các công tố viên lập luận rằng ông James Crumley là người rất lơ đễnh. Ông ta mua một khẩu súng đạn chính ly cho con trai 4 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, mà không hề bảo đảm khẩu súng được giữ an toàn đúng cách, bỏ qua tình trạng sức khỏe tâm thần đang sa sút của con trai và không chăm sóc chu đáo để ngăn chặn mầm họa có thể thấy trước. Các công tố viên cũng lập luận rằng vụ xả súng có thể đã không xảy ra nếu hai vợ chồng ông bà Crumley nghe theo lời chỉ dẫn từ chuyên gia cố vấn tâm lý của nhà trường và cho con trai họ nghỉ học vào ngày xảy ra vụ xả súng, hoặc nếu họ báo với nhà trường rằng họ vừa mua cho cậu bé một khẩu súng. Luật sư bào chữ lập luận, ông James không thể đoán trước được rằng con mình sẽ thực hiện một vụ xả súng hàng loạt. Ethan Crumley, lúc đó 15 tuổi, đã nổ súng bắn chết 4 bạn học làm bị thương 6 học sinh khác và một giáo viên. Đương sự đã nhận tội 4 tội danh giết người cấp độ 1 cùng các tội danh khác và bị kết án tù chung thân không có cơ hội được ân xá. Các chuyên gia về an toàn súng cho biết họ hy vọng bản án dành cho gia đình Crumley sẽ là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh phải bảo quản súng kỹ càng hơn. Theo số liệu thống kê của chính phủ, khoảng 75% những kẻ xả súng ở trường học lấy súng từ nhà của họ. Một bản tin đang gây chấn động giới mua bán nhà ở Mỹ. Thưa với quý vị, người bán nhà sẽ không còn phải trả lệ phí hoa hồng năm hay 6% nữa. Hiệp hội môi giới địa ốc quốc gia The National Association of Realtors, gọi tắt là NAR, đã đồng ý sẽ bỏ khoản hoa hồng 6% tiền bán nhà theo một thỏa thuận mang tính bước ngoặt bồi thường 418 triệu Mỹ Kim cho người bán. Thay vào đó, thì người mua nhà và bán nhà trong tương lai có thể thương lượng tiền hoa hồng trước với chuyên viên địa ốc đại diện cho họ. Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm thứ 6 ngày 15 tháng 3 Hiệp hội NAR tuyên bố họ chấp nhận tiền bồi thường khổng lồ này để dàn xếp một số đơn kiện của người bán nhà, cáo buộc quy định hoa hồng của NAR buộc họ phải trả chi phí quá cao. Thông cáo của NAR nói rằng suốt nhiều năm qua, chúng tôi làm việc cực lực để giải quyết vụ kiện này sao cho có lợi cho cả các thành viên của chúng tôi lẫn giới tiêu thụ ở Mỹ. Thỏa thuận này đạt được cả hai mục tiêu đó. Theo thông lệ từ trước đến nay, người bán nhà phải trả lệ phí hoa hồng thường là 5 hay là 6%, được chia đôi cho các chuyên viên địa ốc đại diện cho cả bên mua và bệnh bán. Hồi tháng 11 năm ngoái, một bồi thẩm đoàn liên bang tại Missouri đã buộc NAR và hai công ty môi giới địa ốc phải bồi thường khoản tiền cao kỷ lục là 1.78 tỷ Mỹ Kim vì đã thông đồng để giữ cho tiền hoa hồng ở mức quá cao. NAR tuyên bố là họ sẽ kháng cáo nhưng hai công ty môi giới địa ốc kia đã chọn cách dàn xếp. Những người bán nhà nộp đơn kiện cho rằng trong thị trường cạnh tranh, hoa hồng cho các chuyên viên địa ốc đại diện cho người mua phải do bên mua trả chứ không phải là do người bán trả. Họ cho rằng lẽ ra bên mua phải được quyền thương lượng hoa hồng với chuyên viên địa ốc của bên mua và bên bán không có trách nhiệm phải trả khoản hoa hồng đó. Thỏa thuận bồi thường 418 triệu Mỹ Kim của NAR nếu được tòa án liên bang phê chuẩn sẽ cho phép người bán lẫn người mua được quyền thương lượng chi phí hoa hồng khi chọn chuyên viên địa ốc. Thậm chí là người bán có thể sẽ bỏ luôn không cần chuyên viên địa ốc những thay đổi mới sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vòng vài tháng sau khi thỏa thuận được tòa phê chuẩn. Phiên tòa đầu tiên để phê chuẩn thỏa thuận này theo dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần lễ tới. Cảnh sát công bố hình ảnh nghi can trong vụ nổ súng ở ga xe điện ngầm ở Brooklyn. Cảnh sát New York hôm thứ sáu đã công bố hình ảnh của một người đàn ông 36 tuổi mà họ tin là có liên quan đến vụ ẩu đả với một người đàn ông 32 tuổi dẫn đến vụ nổ súng khiến người đàn ông 36 tuổi bị bắn trọng thương và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Đoạn clip thu được từ camera an ninh ở nhà ga xe điện ngầm ở Brooklyn hôm thứ năm, ngày 14 tháng 3 cho thấy người đàn ông 36 tuổi đi bộ vào nhà ga qua lối thoát hiểm vào khoảng 10 đến 15 phút trước khi xảy ra vụ ẩu đả. Thông cáo của cảnh sát địa phương ở New York cho biết anh ta đã đi lậu, không thèm mua vé, lên chuyến xe đi Manhattan và sau đó xảy ra ẩu đả với một người đàn ông khác. Anh ta rút súng nhưng cuối cùng lại bị đối phương giật được súng và bị bắn bằng chính khẩu súng của mình. Vụ án này xảy ra trong bối cảnh chính quyền New York đang đăng tăng cường an ninh trong hệ thống xe điện ngầm trên toàn thành phố. Thống đốc New York bà Kathy Hochul tuần trước đã loan báo lệnh điều động 1.000 nhân viên, bao gồm 750 binh sĩ lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang và 250 cảnh sát tiểu bang để giúp cảnh sát thành phố New York kiểm tra túi sách của hành khách tại các nhà ga đông đúc nhất trong chiến dịch ngăn chặn tình trạng tội phạm bạo lực đang gia tăng gần đây tại các ga xe điện ngầm khiến công chúng hoang mang. Chủ nhật tuần trước, một ông 64 tuổi bị vô cớ đá rớt xuống đường rầy. Trước đó vài ngày, một thanh niên 27 tuổi bị chém trên chuyến xe sau khi thủ phạm đưa ra những bình luận kỳ thị đồng tính đối với nạn nhân. Trước đó nửa ngày 29 tháng 2, một nhân viên soát vé bị cắt cổ khi ông thọ đầu ra khỏi chuyến xe. Theo số liệu thống kê của cảnh sát, trong năm 2023, có 38 người bị bắt và bị cáo buộc phạm tội chống lại nhân viên xe điện ngầm với hơn 600 vụ bắt giữ. Sang qua các bản tin địa phương tại miền nam California, một bác sĩ ở San Clemente bóp cổ bà vợ đến chết bị tuyên án 15 năm tù. Bác sĩ Eric Scott Seale, 58 tuổi, bị tuyên án 15 năm tù cho tới chung thân vì đã bóp cổ bà vợ là bà Sosan Asuga Seale, 45 tuổi, tới chết tại nhà riêng của họ ở San Clemente, Orange County, hôm 13 tháng 11 năm 2016. Theo cáo trạng, ông Seale đã tác tới tóc vào mặt bà vợ trước khi bóp cổ bà này tới chết, rồi cố gắng dựng hiện trường như thể là nạn nhân bị té lầu. Khi cảnh sát và nhân viên cứu nạn tới nhà của ông Siêu sáng sớm hôm đó, ông nói với họ là ông thức dậy mà không thấy bà vợ đâu cả. Ông ta khai là sau đó ông thấy bà nằm chết dưới chân cầu thang dường như là do bị té lầu. Sau khi điều tra và khám nghiệm giảo nghiệm tử thi, đến tháng 11 năm 2017, giới hữu trách Orange County xác định ông Siêu đã giết vợ. Luật sư bào chữa của ông Siêu thì tỏ ý nghi ngờ kết quả cuộc điều tra là không trung thực và quả quyết cho rằng bà siêu vốn bị bệnh nhất nửa đầu đã té lầu và chết vì chấn thương cuộc sống bác sĩ siêu là giám đốc y tế trung tâm điều trị bệnh hiếm muộn Center for Advanced Genetics tại thành phố Calab của Los Angeles và ông là người đồng sáng lập ra trung tâm này và sau đây là phần tin Việt Nam luật mới xe của du khách ngoại quốc sẽ được cho phép mang vào Việt Nam theo nghị định số 30 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 tới đây, du khách ngoại quốc đến Việt Nam du lịch sẽ được cho phép mang theo các loại xe của họ đăng bạ ở nước ngoài có tay lái bên phải hoặc bên trái từ 9 chỗ ngồi trở xuống xe mô tô hai bánh và cả xe mobile home các xe này cần phải thông qua công ty dịch vụ lữ hành quốc tế tại việt nam để làm thủ tục cấp giấy phép nếu hồi đủ điều kiện bộ công an việt nam sẽ cấp văn bản đồng ý các điều kiện như sau xe phải có bản số có giấy đăng bạ giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường riêng xe hơi có tay lái ở bên phải cần phải có thêm công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao tại việt nam một điều kiện khác là xe chỉ được tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu quốc tế đường bộ đường biển đường thủy nội địa đường sắt và đường hàng không đã được Bộ Công an chấp thuận. Các công ty lữ hành tại Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm gửi hồ sơ đến Bộ Công an xin thủ tục cấp giấy phép. Sau khi nhận đủ giấy tờ hồ sơ, Bộ Công an sẽ có văn bản trả lời chấp nhận hay là không trong vòng 5 ngày làm việc. Thời gian được phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 45 ngày, trường hợp bất khả kháng được tăng thêm không quá 10 ngày. Người lái xe phải là người nước ngoài có passport, visa và bằng lái do nước ngoài cấp và khi lưu thông tại Việt Nam, tài xế phải chấp hành quy định của pháp luật về giao thông đường bộ của Việt Nam và phải mang theo và xuất trình đầy đủ tất cả các loại giấy tờ khi nhà chức trách yêu cầu. Quy định mới vay ngân hàng trên 100 triệu phải cung cấp thông tin người liên quan. Theo quy định hiện hành, khách vay vốn chỉ cần nộp hồ sơ xin vay và có tài sản bảo đảm. Nhưng theo dự thảo, thông tư 39 vừa được ngân hàng nhà nước đưa ra lấy ý kiến, khách hàng có thể phải cung cấp thông tin người liên quan khi vay trên 100 triệu đồng nếu người liên quan là cá nhân cần phải cung cấp các thông tin như họ tên số định danh cá nhân quốc tịch passport và mối quan hệ với khách vay nếu là tổ chức phải cung cấp các thông tin như tên mã số doanh nghiệp địa chỉ số giấy chứng nhận đăng ký và người đại diện theo pháp luật quy định mới đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận nhiều người đặt câu hỏi cần cung cấp thông tin người liên quan để làm gì? Khi ngân hàng đồng ý cho vay, có cần người liên quan có mặt xác nhận đồng ý hay không? Hay người vay cứ cung cấp thông tin của người liên quan mà người đó hoàn toàn chẳng hay biết gì? Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng quy định mới không hợp lý và vi phạm việc tiết lộ thông tin cá nhân của người khác. Người đi vay là phải trên 18 tuổi, có đủ thẩm quyền tự chịu trách nhiệm mọi hành vi của mình. Người thân và người liên quan không thể bị làm phiền vì bất cứ lý do gì. Cuối tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu ngân hàng nhà nước rút kinh nghiệm từ việc điều hành tín dụng chậm trong năm 2022, điều hành tăng trưởng tín dụng kịp thời, bảo đảm cung cấp đủ vốn cho nền kinh tế để tránh tình trạng các ngân hàng lại rơi vào cảnh thừa vốn nhưng doanh nghiệp không có nhu cầu vay mượn. Tại một hội nghị hôm 14 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp tục yêu cầu ngành ngân hàng và các bộ ngành tìm giải pháp để kích thích đầu tư, tăng khả năng cho vay với người dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ tài trợ gần 3 triệu Mỹ Kim cho dự án bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long. Giới hữu trách Hoa Kỳ và Việt Nam vừa khởi động một dự án có ngân sách 2.9 triệu Mỹ Kim nhằm tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu của vùng ven biển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại buổi lễ diễn ra vào hôm thứ Sáu, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ USA tại Việt Nam, ông Alex Grubbs cho biết, việc khởi động dự án này sẽ giúp góp phần thúc đẩy ưu tiên chung của chúng tôi với Việt Nam nhằm tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đóng đóng góp vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ. Đồng bằng sông Cửu Long và các hệ sinh thái ven bờ là nơi tập trung của khoảng 70% rừng ngập mặn và 90% diện tích thảm cỏ biển tại Việt Nam. Đây là môi trường thuận lợi cho phát triển nguồn lợi thủy sản và bảo vệ cộng đồng ven biển trước nạn triều cường do bão và tác động của biến đổi khí hậu gây ra. Thế nhưng những khu vực sinh cảnh này và nhiều loài thủy sản có giá trị thương mại quan trọng như là cá vượt hay là cá hồng đang phải đối mặt với các mối đe dọa gây tác động lâu dài đến sinh kế và cuộc sống nơi đây. Thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, thông qua dự án mới lần này, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho Việt Nam phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học khu vực ven biển, tăng cường công tác quản lý bền vững nguồn lợi biển nhằm giảm thiểu tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, đồng thời sẽ nâng cao khả năng chống chịu cho các cộng đồng địa phương ven biển trước tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Một ông ở Hà Nội bị công an kiểm tra đã phóng xe bỏ chạy hơn 10 km trước khi thúc thủ một các vụ cảnh sát rượt đuổi xe của nghi can vẫn thường xảy ra ở Mỹ, nhưng hiếm thấy ở Việt Nam. Hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay cảnh một chiếc xe hơi pickup truck Ford Ranger bỏ chạy, đụng trúng nhiều xe khác. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các nhân chứng cho biết chiếc xe đang đậu trước căn nhà số 93, đường Trương Đình, thì bị công an đến kiểm tra yêu cầu xuất trình giấy tờ, nhưng tài xế phóng ga bỏ chạy. Khi công an dùng xe chuyên dụng để chặn lại, tài xế tiếp tục luồn lách, phóng ra đường lớn, định chạy lên xa lộ Pháp Vân. Mãi đến khi đụng trúng một chiếc xe tải khác, không thể lái tiếp, chiếc xe mới bị dân chúng chặn lại. Tài xế vẫn cố thủ trên xe, nhiều người tức mình đã đập kiến xe, mở cửa, bắt giữ đương sự, chờ công an đến. Danh tính nghi can sau đó được xác minh là Lê Tiến Dũng, 37 tuổi. Kết quả kiểm tra nhanh tại chỗ cho thấy anh ta không vi phạm nồng độ cồn nhưng dương tính với ma túy. Công an quận Hai Bà Trưng cho biết họ đang làm việc với tài xế xe bán tải bỏ chạy và gây ra hàng loạt vụ tai nạn để xử phạt theo quy định. Một TikToker ở miền Bắc chê là Sài Gòn trộm cắp nhiều do văn hóa sẽ bị mời lên phường làm việc. Mới đây, tài khoản TikTok Nhật Hải biết tuốt với gần 900.000 người theo dõi và hơn 30 triệu lượt thích đã gây xôn xao dư luận với đoạn clip mang tiêu đề là giật bim bim ở sài gòn bị cho là mang tính phân biệt địa phương trong đoạn clip tiktoker này đặt câu hỏi là đố các bạn biết vì sao ở sài gòn là hay bị giật điện thoại giật dây chuyền giật túi sách rồi giật luôn cả bánh bim bim nữa anh chàng bình luận rằng ở trong sài gòn họ nhậu nguyên ngày nguyên đêm chắc là các cụ nhậu đang hết xoài hết ổi nên tranh thủ giật bim bim để nhậu tiếp nhậu ở ngoài bắc này thì món ăn tràn lan ra thì nhậu mới tới còn trong sài gòn thì chỉ cốc ổi hay là gói bánh bim bim mà nhậu tới đêm luôn thật sự mình nể văn hóa nhậu ở sài gòn ở điểm này anh chàng giải thích là lý do ở sài gòn nhiều trộm cắp là do văn hóa nói rằng ở hà nội giật túi giật bim bim giật chó thì cả đám nó vây từ đầu ngõ này đến đầu ngõ kia sau đó nó bụp cho thì thôi rồi không còn thành người còn ở sài gòn thân ai biết người đó kể cả có nhìn thấy cũng mặc kệ tao còn việc của tao cuộc sống hối hả mày bị giật thì kệ mày thế nên sài gòn là nơi cực kỳ lý tưởng cho các hoạt động tội phạm sau khi đoạn clip bị nhiều người chỉ trích vì mang tính phân biệt địa phương, chiều ngày thứ Sáu 15 tháng 3, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Sài Gòn cho hay họ đã biết vụ này và sẽ mời TikToker Nhật Hải biết tốt lên làm việc. Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin khoa học và công nghệ. Công nghệ mới phát hiện tia laser mà không cần radar – các công nghệ xe tự lá hiện nay chủ yếu dựa vào cảm biến phát hiện ánh sáng và phạm vi tức lidar để trực quan hóa các vật thể xung quanh xe sau đó nhu liệu sẽ xác định các vật thể ở gần và giúp máy tính của xe quyết định nên dừng hay giảm tốc độ Việc hiển thị được thực hiện bằng cách sử dụng tia laser năng lượng cao được phát ra theo hướng để xác định độ sâu và khoảng cách từ các vật thể khác nhau. Mặc dù công nghệ này có thể hoạt động trong vận tải dân dụng, nhưng ánh sáng từ cảm biến lidar rất dễ bị phát hiện là một nguy cơ cho các xe quân sự. Tương tự, công nghệ radar sử dụng sóng vô tuyến cũng dễ bị phát hiện và hệ thống định vị toàn cầu GPS sử dụng vệ tinh cũng có thể bị chặn. Nay, nhóm nghiên cứu Southwest Research Institute, SWRI, tại San Antonio, Texas, đã phát minh ra Vision for Off-Road Autonomy, gọi tắt là VORA, một công cụ có thể nhận biết các vật thể một cách thụ động, phát hiện tia laser mà không cần đến các công nghệ radar hay lidar. Công nghệ này sử dụng camera vì chúng không phát ra tín hiệu ánh sáng hoặc laser khi hoạt động để có thể đạt được độ chính xác cao như LiDAR, nhóm nghiên cứu đã phát triển một công cụ hoạt động như não bộ sử dụng dữ liệu từ camera để tạo ra các bản đồ dày đặc họ cũng phát triển một thuật toán biểu đồ để kết hợp dữ liệu thưa thớt từ hình ảnh âm thanh nổi và các điểm mốc cũng như số đọc đơn vị đo quán tính để cung cấp dữ liệu ngay tại hiện trường Dự án ban đầu được lên kế hoạch để hỗ trợ các khách hàng quốc phòng, nhưng nhóm nghiên cứu nhận ra rằng nó có ứng dụng tiềm năng vượt xa hơn thế, như trong hoạt động của các xe tự lái thám hiểm các hành tinh khác. Công nghệ tấm pin năng lượng mặt trời in 3D đạt được những bước tiến mới. Trong một bước đột phá lớn về năng lượng sạch, Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung gọi tắt là CISRO của Úc đã đạt được một kỷ lục hiệu suất mới cho tấm pin năng lượng mặt trời in dạng cuộn. Công nghệ in cuộn cho phép những tấm pin này được tạo ra trên các cuộn nhựa rất dài và liên tục giúp tăng đáng kể tốc độ sản xuất. Hiệu suất của loại pin này đã được tăng cường nhờ vật liệu mang tên là perovskite có hiệu quả cao trong việc chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng được chế tạo thành mực in. Công nghệ mang tính cách mạng này hứa hẹn sẽ mở rộng đáng kể các ứng dụng tiềm năng của năng lượng mặt trời trong các lĩnh vực như là xây dựng đô thị, hoạt động khai thác mỏ, cứu trợ thiên tai, quốc phòng và khám phá không gian. Năm 2022, tổ chức Tesla đã thử nghiệm các tấm pin mặt trời in 3D của họ nhằm cung cấp năng lượng cho một chiếc xe điện Tesla trong suốt hành trình dài hơn 15.000 cây số. Chiếc xe khi đó được quấn 18 tấm pin mặt trời bằng nhựa, mỗi tấm dài tới 18 m để hấp thụ ánh sáng mặt trời khi cần charge. Mới đây nhất, hồi đầu tháng này. Tám module pin mặt trời được chế tạo bằng kỹ thuật in cuộn 3D đã được phóng lên không gian để thử nghiệm nhằm đánh giá tiềm năng cho các sứ mệnh thám hiểm không gian trong tương lai. Tổ chức Cicero hy vọng loại pin mới sẽ không bị hư hại do bức xạ mặt trời và hoạt động tốt hơn các loại pin mặt trời hiện hữu làm bằng silicon tinh thể. Phần Lan áp dụng công nghệ pin cát giúp giảm phát thải carbon. Công ty khởi nghiệp Polarnight Energy tại Phần Lan đã thiết kế pin cát và theo dự kiến sẽ lắp đặt loại pin này tại Ponainen để đáp ứng nhu cầu đun nóng quanh năm. Mặc dù công nghệ này đã được thử nghiệm trên cát, nhưng cơ sở tại Ponainen sẽ sử dụng xà bông đá nghiền nát, vốn dẫn nhiệt tốt hơn cát thông thường và là một sản phẩm phụ của ngành xây dựng lò sưởi địa phương nên luôn có sẵn và giá rẻ hơn cát. Thiết bị pin cát bao gồm một trụ tròn cao 13 m, rộng 15 m chứa đầy xà bông đá nghiền nát và các ống truyền nhiệt. Khi lượng điện sản xuất từ năng lượng gió và mặt trời dư thừa, công ty Polar Night Energy sẽ chuyển hóa chúng thành nhiệt năng. Điều này sẽ làm nóng không khí, sau đó được lưu thông khắp trụ tròn thông qua các ống truyền nhiệt để làm nóng xà bông đá nghiền nát bên trong trụ. Sau đó khi các nguồn năng lượng thông thường trở nên đắt hơn, thường là vào những tháng mùa đông, lượng nhiệt lưu trữ trong pin cát sẽ được đưa vào hệ thống sưởi của thành phố. Năm 2022, Polar Night Energy đã lắp đặt pin cát thương mại hoạt động hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới tại thị trấn Khan Khanpa, Phần Lan. Tuy nhiên, pin cát tại Polar Night sẽ lớn hơn khoảng 10 lần, có công suất sưởi 1 MW, và khả năng lưu trữ nhiệt năng lên đến 100 MWh, đủ đáp ứng nhu cầu sưởi trong một tuần của thành phố vào mùa đông và lên đến một tháng vào mùa hè. Dự án theo dự kiến sẽ hoàn tất trước mùa đông 2025. Công ty Polar Nights nice Energy tin rằng công nghệ pin cát có thể là giải pháp thay thế rẻ hơn, ít tác động hơn đến môi trường so với các giải pháp lưu trữ năng lượng tái tạo khác, giúp giảm gần 70% lượng phát thải carbon dioxide hàng năm, nhờ vào việc giúp bỏ hoàn toàn sử dụng dầu và giảm khoảng 60% việc đốt củi. Phát minh mới, thiết bị dán cổ giúp người nói không cần tới dây thanh quản. Nhóm nghiên cứu trường đại học UCL đã phát minh ra một thiết bị dán vào cổ có thể xác định các chuyển động của cổ họng, tạo thành những tín hiệu điện có thể được chuyển thành lời nói mà không cần tới dây thanh quản. Đặc biệt hơn cả, thiết bị này còn khai thác chuyển động để tạo ra điện năng, giúp cho nó tự vận hành mà không cần nguồn pin hay nguồn charge. Nghiên cứu này trên lý thuyết có thể giúp những ai bị rối loạn giọng nói do dây thanh âm bị tổn thương hoặc là liệt dây thanh âm giao tiếp, bao gồm những người đang hồi phục sau phẫu thuật ung thư vòm họng. Trưởng nhóm nghiên cứu Chun Chen cho biết Thiết kế của miếng dán này dựa trên nguyên lý từ tính của một số kim loại cứng có thể bị thay đổi khi chúng chịu áp lực cơ học. Nhóm nghiên cứu sử dụng một vật liệu mềm làm từ các nam châm cực nhỏ nhúng trong silicon mỏng giúp miếng dán có khả năng phản ứng với áp lực từ chuyển động của cơ cổ tác động lên nó. Khi một người thực hiện các chuyển động cần thiết để nói, thiết bị này sẽ phản ứng bằng cách tạo ra những tín hiệu điện có thể được chuyển thành lời nói. Thiết bị vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển và hiện chỉ giới hạn trong một số cụm từ và câu ngắn, nhưng sẽ tiếp tục được hoàn thiện để tăng khả năng chuyển thành lời nói. Nhóm nghiên cứu trường UCLA hy vọng phát minh mới có thể giúp công nghệ hỗ trợ giọng nói trở nên thuận tiện hơn và ít xâm lấn hơn thiết bị đeo giống như da người giúp theo dõi sức khỏe chẩn đoán bệnh tật trường đại học stanford đã nghiên cứu chế tạo các thiết bị điện tử giống như da người trong hơn một thập kỷ nay gần đây họ đã thành công tạo ra một thiết bị nhỏ hơn nhiều với các mạch tích hợp có thể theo dõi sức khỏe hoặc chẩn đoán bệnh tật các mạch này nhỏ hơn đáng kể và hoạt động với tốc độ nhanh hơn 1.000 lần so với các mẫu trước đó. Ngoài ra, chúng rất linh hoạt và có thể cung cấp năng lượng cho một màn hình LED nhỏ, đủ nhạy để phát hiện thông tin xúc giác, nhạy hơn cả đầu ngón tay nữ giáo sư jian bao người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết chúng tôi đã đạt được một bước nhảy vọt đáng kể lần đầu tiên các mạch tích hợp có thể coi giảng hiện đủ nhỏ và đủ nhanh cho nhiều ứng dụng chúng tôi hy vọng rằng điều này có thể làm cho các cảm biến đeo được trở nên nhạy hơn vận hành nhiều cảm biến hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn những mạch này giống như những sợi dây cao su thay vì bị đứt khi bị kéo căng chúng đàn hồi và bật trở lại Nhóm nghiên cứu đã ép hơn 2.500 cảm biến và bóng bán dẫn vào một diện tích nhỏ bằng một con tem, tạo thành một mạng lưới nhạy hơn cả đầu ngón tay. Màn hình LED nhỏ mà nó có thể cung cấp năng lượng update hình ảnh 60 lần mỗi giây, giống như máy tính. Nhóm nghiên cứu cho biết sản phẩm của họ sẽ sớm được thương mại hóa để có mặt rộng rãi trên thị trường. Bò biến đổi gene đầu tiên trên thế giới có thể sản xuất ra insulin của người trong sữa. Bệnh tiểu đường xảy ra khi mà tụy tạng không sản sinh được insulin, còn gọi là bệnh tiểu đường loại 1, hay là khi cơ thể trở nên đề kháng với insulin, tức là bệnh tiểu đường loại 2. Nhóm nghiên cứu trường đại học Illinois Urbana-Champaign và trường đại học Sao Paulo của Brazil đã thành công cấy gen để bò sản xuất sữa có chứa insulin của con người. Nhóm nghiên cứu do giáo sư Matt Waller đứng đầu đã sử dụng phương pháp chuyển nhân tế bào Soma, đưa một phần DNA tạo ra pro-insulin của con người là tiền thân của chất insulin vào tế bào của 10 10 phôi bò. Những phôi này sau đó được đặt vào tử cung của bò, chỉ duy nhất một con bê mang gen mới được sinh ra. DNA của người chỉ hoạt động ở tuyến vú của con bò cho phép nó sản xuất một loại protein cụ thể, trong trường hợp này là insulin của người. Giáo sư Wheeler giải thích là công nghệ cấy gen mới sử dụng cấu trúc DNA của người dành riêng cho mô vú, có nghĩa là sẽ không có insulin người lưu hành trong máu bò hoặc là các mô khác. Khi con bê lớn lên, nhóm nghiên cứu đã thụ thai cho nó bằng các phương pháp thông thường nhưng không thành. Vì vậy, họ đã sử dụng hormone để khiến cho nó tạo ra được sữa, nhưng lượng sữa tiết ra ra ít hơn bình thường vì con bò không mang thai. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng sữa bò có chứa cả proinsulin lẫn insulin của người. Nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu nhân bản con bò một lần nữa và tin rằng sẽ có kết quả tốt hơn khi nó mang thai và sản xuất đủ sữa. Họ kỳ vọng đây có thể là một phương pháp mới đầy hứa hẹn để tạo ra insulin cho những người mắc bệnh tiểu đường. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin showbiz. Phim mới chiếu rạp Ghostbusters, Frozen Empire. Phần tiếp theo của Ghostbusters Afterlife 2021 và là phần thứ năm trong loạt phim ma hài hước rất ăn khách Ghostbusters. Câu chuyện lần này diễn ra nhiều năm sau khi gia đình Spensler ngăn chặn một cuộc tấn công của đạo quân ma ở Somerville, Oklahoma họ quay trở lại nơi mọi chuyện bắt đầu một trạm cứu hỏa mang tính biểu tượng của thành phố new york để hợp tác cùng với nhóm ghostbuster đầu tiên những người đã phát triển một phòng thí nghiệm nghiên cứu tuyệt mật để thu phục các vong hồn chưa siêu thoát khi một cổ vật vô tình giải phóng một thế lực tà ác với tham vọng xây dựng cả một đội quân ma hồng đưa nhân loại quay trở lại thời kỷ băng hà hai nhóm ghostbuster mới và cũ phải thực hợp lực để bảo vệ gia đình của họ và giải cứu thế giới Phim Ghostbuster Frozen Empire xếp loại PG-13 sẽ ra rạp ngày 22 tháng 3. Thêm một phim mới nữa sắp ra rạp đó là phim Femme, bi kịch tình yêu đồng tính trả thù bằng clip sex. Nhân vật chính Jules, một diễn viên giả gái drag queen nổi tiếng trong các hộp đêm ở London, sau khi bị tên côn đồ Preston tấn công giả mang vì thù ghét người đồng tính, đã nghĩ ra một cách trả thù hết sức thâm độc, đó là quyến rũ kẻ đã tấn công mình quay phim cảnh họ đang làm tình với nhau rồi phát tán lên mạng xã hội mối quan hệ của hai người họ bắt đầu bằng những lần mấy mưa vụn trộm trên xe hay là trong những con phố vắng rồi Preston dần gục ngã trước sức mạnh quyến rũ của Jules nhưng khi phát hiện ra âm mưu trả thù bằng cuốn băng sắc của Jules Preston nổi cơn thịnh nộ không thể kiểm soát đưa đến một cao trào bi kịch Bộ phim do hai nhà làm phim Sam Freeman và Ngờ John Ping, người Anh gốc Singapore, đồng viết kịch bản và đồng đạo diễn, đã tạo được tiếng vang khi công chiếu tại Đại hội Điện ảnh Berlin 2023 cả hai nhà làm phim này cho biết là chúng tôi rất quan tâm tới nguyên mẫu của thể loại báo thù phản anh hùng này. chúng tôi nghĩ rằng các nhân vật đồng tính luyến ái thường ít được đưa lên màn bạc theo cách như là bộ phim Femme đã làm. bộ phim không nhằm mục đích tha thứ hay chuộc lỗi, chỉ đơn thuần là kể lại một âm mưu thâm độc. hai nhà làm phim cũng nói thêm rằng tuy bộ phim đặc biệt thu hút với khán giả trong cộng đồng LGBT nhưng câu chuyện cảm động về con người và nội dung của nó dành cho tất cả mọi người. phim Femme do Anh Quốc sản xuất được giới phê bình chấm 97 điểm sẽ ra rạp ngày 22 tháng 3. Bom tấn hoạt hình The Wild Robot tung trailer đầu tiên Hãng phim hoạt hình nổi tiếng DreamWorks vừa tung trailer đầu tiên của phim The Wild Robot từ tiếng Việt là robot hoang dã, được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Peter Brown, hé lộ hành trình giao thoa giữa robot và thế giới tự nhiên nội dung kể lại hành trình của một cô người máy tên ross vô tình lạc vào hoang đảo đã học cách hòa nhập với môi trường chung quanh dần dần thân thiết với các bạn thú trên đảo và nhận nuôi một chú ngỗng con lạc bầy ross sau đó phải chống chọi bảo vệ ngôi nhà mới và các bạn bè của mình trước sự xâm lăng của nhà máy từng sản xuất ra nó The Wire Robot là một trong những dự án hoạt hình thú vị được DreamWorks thai ngén từ năm 2023, được kỳ vọng sẽ là siêu phẩm hoạt hình công phá màn ảnh rộng toàn cầu năm nay. Đây cũng là dự án cuối cùng mà DreamWorks giữ toàn quyền sản xuất trước khi chuyển sang mô hình hợp tác với các hãng sản xuất khác. Phim The Wire Robot theo dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 20 tháng 9. Giới thiệu phim hàng mới Queen of Tears Sau một thời gian dài bị hoãn chiếu, phim bộ Queen of Tears đã chính thức công chiếu hai tập đầu tiên với rating hết sức khả quan 5.9%, đứng đầu khung giờ chiếu tại Nam Hàn và đứng đầu danh sách các phim được xem nhiều nhất của Netflix tại 10 quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam. Queen of Tears đã được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn khi có sự góp mặt của nam tài tử ăn khách Kim Soo Hun và nhà biên kịch nổi tiếng Park Ji Yoon nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách trước đây như là Vì sao đưa anh tới và Hạ cánh nơi anh. Queen of Tears kể câu chuyện tình yêu của một cặp vợ chồng phải cố gắng sống sót sau một cuộc khủng hoảng và sát cánh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Baek Hun Woo, một thanh niên tỉnh lẻ, được nhiều người ghen tị sau khi trở thành chồng của Hon Ha In, một tài phiệt đời thứ ba của tập đoàn Queen's Group. Thế nhưng, từ một đám cưới rực rỡ ngập tràn tin tức trên truyền thông, chỉ sau 3 năm chung sống, đã trở thành những giọt nước mắt, sự căng thẳng và ánh nhìn lạnh lùng mà cả hai dành cho nhau. Rồi một cuộc khủng hoảng bất ngờ xảy ra khiến mọi thứ đều bị đảo lộn, cả hai đã cùng nhau vượt qua sóng gió và tìm lại tình yêu lúc ban đầu. Phim Queen of Tears dài 16 tập vừa được phát sóng trên đài TVN và đồng thời trên Netflix từ ngày 9 tháng 3. Sang qua màn ảnh hoa ngữ, dự án phim Vải Thiều Trường An khởi quay Phim bộ Cổ trang Vải Thiều Trường An đã công bố loạt poster tạo hình của dàn nhân vật chính và làm lễ khởi quay. Nội dung phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Ăn khách The Litchi Road của tác giả Mã Bá Dung, kể lại hành trình gian nan của một viên quan nhỏ tên Lý Thiện Đức được giao nhiệm vụ phải vận chuyển trái vải tươi từ Lĩnh Nam đến kinh thành Trường An trước sinh nhật của Dương Quý phi để sao cho nó khi đến nơi vẫn còn tươi ngon như vừa hái đây là một yêu cầu khó khăn vì trái vải một ngày đổi màu hai ngày đổi hương ba ngày đổi vị mà lĩnh nam lại cách trường an cả ngàn dặm đường xá hiểm trở lý đức thiện đã nghĩ ra một kế hoạch táo bạo chứa đựng vô vàn rủi ro thậm chí có thể nguy hại đến tính mạng của ông tuy nhiên ông tin rằng đây là cách duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời giúp bảo vệ tính mạng của những người đồng hành với mình Dự án phim Vải Thiều Trường An là tâm huyết cả chục năm của nhà văn Mã Bá Dung, nổi danh với những tác phẩm mang thể loại lịch sử đã được dựng thành phim như Tam Quốc cơ mật, Trường An 12 canh giờ, Phong khởi Lũng Tây, vân vân. Phim Vải Thiều Trường An theo dự kiến dài 40 tập, hiện chưa công bố ngày phát hành. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối hàng chục người chung tay giúp vắt sữa dê khi chủ trang trại bị kẹt đường do bão tuyết. Sự việc xảy ra hôm 2 tháng 3, anh Jose Garcia và người chú chở đàn dê 75 con từ Minnesota về trang trại ở California thì gặp một cơn bão tuyết lớn quét qua Utah, khiến giao thông đình trệ, trong khi đàn dê cần được bắt sữa sau mỗi 12 tiếng, nếu không bầu vú của chúng sẽ sưng tấy, có thể nhiễm trùng. Anh Garcia kể, 12 tiếng đã trôi qua, nhưng chúng tôi vẫn mắc kẹt trên xa lộ. Anh ghé vào một tiệm bán đồ nông sản gần đó, lao vào hỏi đại cô Lisa Fernandez, manager của tiệm. Cô đã bao giờ vắt sữa dê chưa? Khi đó tiệm sắp đóng cửa mà cô Lisa cũng chưa từng vắt sữa dê. Thế nhưng khi biết chuyện, cô đã nhận lời giúp ngay. Cô đăng thông báo trên nhóm Facebook của dân địa phương, kêu gọi, chúng tôi đang tìm người giúp đàn dê này vượt qua đêm nay. Có ai muốn giúp đỡ không? Trong vòng 30 phút, khoảng 40 người đã có mặt tại tiệm. Bất chấp trời đêm buốt giá, phần lớn chưa từng vắt sữa dê bao giờ. Anh Garcia đã chỉ cho họ cách vắt sữa dê và hoạt động này đã diễn ra ngay tại bãi đầu xe của tiệm. Trong số 75 con dê, 50 con cần được vắt sữa, 25 con còn lại là dê con. Đến khoảng gần 12 giờ đêm, toàn bộ 50 con dê đã được vắt sữa. Cô Lisa và nhân viên trong tiệm đã mang ra những chiếc ly nhỏ để mọi người cùng nâng ly sữa dê chúc mừng. Hai chú cháu anh Garcia sau đó tiếp tục hành trình trở về California, họ mời mọi người đến thăm trang trại bất cứ lúc nào bản tin hết sức là dễ thương. dễ thương quá anh à em mình đã từng nói là cái mạng xã hội nó có những mặt tiêu cực và tích cực. tích cực và đây rõ ràng là một những mặt một tích cực, tích cực. của nó. À, chỉ có điều là chắc rõ ràng là trường hợp bất khả kháng lắm mới mới dám xông vào một tiệm mà hỏi cô từng bao giờ bắt sửa dây. cô hỏi bà bà là quả nó muốn sừng mà. ờ, lưu minh Châu hồi đó có bao giờ thích thử vắt sữa bò hay sữa dây gì chưa. dạ em chưa em đi tới trang trại rồi nhiều nhưng mà em chưa thử còn an tâm Thanh tâm cũng chưa thử và cũng chưa từng uống qua sữa sữa Đúng bò sữa bò tươi tại chỗ, tại chỗ. À, cũng, sữa dây lại càng không uống nữa. Nhưng mà có lẽ là những cái sữa tươi vắt tại chỗ không biết có nên uống hay không, tại vì nó phải qua những cái cái quá cái trình tiệt trùng yeah, này nọ nữa. Trùng, yeah. Thành ra, thử, đợt nào mai mốt có, có dịp sẽ thử thử vắt. Thử bắt. Bắt cũng, cũng là lạ. còn thử uống thì chắc là không, <laughs> không dám. <laughs> không, mà. không dám vào mùa <laughs> đó. À, Với những cái bản tin này thì Thanh tâm trước đây cũng từng một vài lần tự hỏi là. Uh, chúng ta biết là bò heo và dê là những cái con những gia súc mà chúng ta nuôi lấy thịt và lấy sữa dạ nhưng mà chúng ta nghe nói là sữa bò và sữa dê mà chưa bao giờ nghe nói uống sữa heo hay là bắt sữa heo sữa heo đâu có bắt được phải không anh à thì Thanh tâm thì lúc trước đã từng hỏi câu này các cớ hỏi câu này và và cũng đã tự tìm ra được câu trả lời trên Google thưa quý vị ừ. thì câu trả lời là như vậy rất là thú ừ. vị họ nói là vì heo thật ra cũng có sữa ừ. và sữa của nó cũng rất giàu chất dinh dưỡng không thua gì sữa bò và sữa dê à. thế nhưng tại sao người ta lại không bao giờ nhắc anh chịu mà vác sữa heo là vì thứ nhất cái, heo cái... có nhiều con quá cái sản lượng sữa heo nó ít Đấy, hơn dạ. sữa bò và sữa dê tới coi cái 10 lần, 20 lần gì lận Nhưng cái lý do chính là vì con bò nó đã quen đứng để mình bắt sữa mà nó à. được thuần hộp cái kiểu đó rồi con dê thì cũng không quen lắm nhưng mà nó vẫn cho mình mình nó đứng nó đứng, đứng, đứng để mình bắt sữa con heo đứng nó nằm không à <laughs> làm sao mà bắt nằm không à rồi bắt và người ta nói con heo nó dữ lắm tại vì con dê nó cũng à. dữ con bò mình vác sữa thì nó không không có làm gì cả nhưng mà con dê nhiều khi nó không thích nó cũng đá mình ra nhưng mà nó đá cùng lắm chỉ bầm mặt thôi con heo 100kg mà nó nó đe nó đe là, là, dạ. là có thể chết người là có thể chết người cho nên họ nói là vì cái lý do đó cho nên là vừa vừa ít sản lượng vừa nguy hiểm mà con heo nó dữ nữa cho nên là, là không thôi, ai nghĩ tới cái chuyện sữa sửa heo, bà heo. <laughs> thành ra ở nhà hôm nào ngày nào có cắt cớ mà có nuôi heo muốn thử <laughs> bắt sửa heo thì cẩn thận cẩn thận mặc áo giáp vô <laughs> bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của Sài Gòn TV cảm ơn sự theo dõi của quý vị gặp lại trong chương trình ngày mai và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày thứ bảy hạnh phúc xin kính chào tạm biệt